Good morning, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Ninh Thương Hiệu, chuyên gia huấn luyện và bán hàng thực chiến, chuyên gia phát triển cá nhân. Buổi sáng ngày hôm nay thì Ninh đến công ty rất là sớm, bởi lý do là sáng nay là cái khóa kỹ năng thuyết trình K38 vào buổi 3 và buổi 4 là buổi thực hành. Vì vậy Ninh hôm nay sẽ đến sớm để chuẩn bị bài giảng, để chuẩn bị cùng với các bạn. Có người đến từ Hải Dương, người đến từ ngoại tỉnh và có người ở ngoại thành sẽ tập trung vào đây để học của các lớp của chủ doanh nghiệp, để làm sao chúng ta có thể nâng cao được cái năng lực gây ảnh hưởng, có thể truyền được cảm hứng. Chính vì vậy là buổi giảng ngày hôm nay sẽ hứa hẹn rất nhiều những kiến thức thú vị cho những CEO, cho những chủ doanh nghiệp, cho những người muốn làm trưởng đội nhóm. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì cái việc huấn luyện doanh nghiệp của Ninh cũng phát triển tương đối là mạnh, và có rất nhiều người thực sự là họ đang gặp những tổn thương tâm lý về gia đình, về quá khứ, về hiện tại và tương lai, khiến cho họ mất cân bằng tâm lý. Khi mất cân bằng tâm lý thì mọi việc trở nên vô cùng tồi tệ, và lúc đó thì việc kinh doanh trở nên chẳng còn ý nghĩa gì hết. Chính vì vậy buổi sáng ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người những cái căn bệnh mà liên quan tới tâm lý, đó là bị stress. Ngay trong hiện tại bây giờ thì có rất nhiều những người đi kiếm tiền, họ bị stress mà không hề nhận ra, họ bị stress mà không dám thừa nhận, họ bị stress mà không đi vật lý, không đi tâm lý trị liệu, để rồi tình hình càng ngày càng tồi tệ. Và có những người bị tổn thương tâm lý rất là nặng, cho nên dẫn đến việc rất là khó có thể chữa lành. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Ninh chỉ chia sẻ cho mọi người một chút kiến thức để mọi người có thể tự vượt qua những cái khó khăn đó của mình. Và trước tiên thì vẫn là phần âm nhạc, music. Ninh hôm nay thì đang ở công ty, đi làm từ lúc 6 giờ kém, cho nên là đến công ty vẫn còn hơi tối tối. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn thưởng thức một cái bài hát sắp đến mùa Noel rồi đúng không? Thì là làm tí nhạc nghe cho nó khi thế. Phòng làm việc của Ninh, ngay tại phòng làm việc của Ninh thì cũng có rất nhiều những nhạc cụ, ví dụ như là piano, nhưng cũng có guitar đây. Cũng có guitar. Guitar đây. Biết
làm sao để nghĩa được tình yêu, được đi vào yêu mềm hơn nắng chiều, yêu đôi hoa hàng bên vắng, yêu thương nhìn cả trong vắng, bởi vì lòng mình đang rất và yêu của Trần Thiện Thanh rất là hay, nhưng mà quên mất rồi, đại loại vậy, như vậy thôi. Bây giờ đến phần hát hòa xong rồi thì mình cùng với mọi người đến với cái phần về mặt mất cân bằng tâm lý. Đây là một cái nội dung mình rất là cảm thấy rất là thú vị, nên sẽ cùng với mọi người sẽ đến với cái nội dung là mất cân bằng tâm lý, bị stress, bị căng thẳng, bị lo âu, bị hoảng loạn thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? Và nếu chúng ta không xử lý tâm tốc thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể làm kinh doanh được. Chúng ta chẳng làm được cái gì. Vậy thì đầu tiên chúng ta đến với cái việc đầu tiên là xử lý tâm gốc vấn đề, đó là bổ kỹ năng của cái cúp này, phải giải quyết được cái bổ kỹ năng. Đó. Thì chúng ta bắt đầu phát hiện dấu hiệu. Những người mà bị tổn thương tâm lý hay người ta gọi là gì ạ, tai nạn về tâm lý từ khi còn nhỏ ấy, thì người ta có rất là nhiều những cái, ví dụ từ nhỏ bị bắt nạt, từ nhỏ bị bạo hành, từ nhỏ bị miệt thị, từ nhỏ bị đối xử tồi tệ, thì lúc đó người ta sẽ cảm thấy mình sẽ bị một cái tổn thương nào đó mà lớn lên họ mất niềm tin vào một nhóm người nào đó, hoặc vào mất niềm tin vào một vấn đề gì đó. Ví dụ như khi ngày còn bé mà chúng ta bị đối xử tồi tệ, khi chúng ta nghèo, bố chúng ta dẫn chúng ta đi đến một cái bữa tiệc nào đó, người ta không cho ngồi ở một chỗ nào đó, người ta đẩy vào một cái xó ngồi nào đó, thì bạn lớn lên trong sự tổn thương. Và khi tổn thương bị đối xử như vậy thì lớn lên bạn mang một mặc cảm rất lớn là mình có thể bị đối xử như thể kẻ ăn mày ăn xin. Và các bạn có biết không, lúc đó thì bạn lớn lên bạn sẽ trả thù đời bằng cách là làm sao để mình thật giàu. Và bây giờ tôi sẽ đến với các bạn để tiến trình tâm lý như vậy để các bạn có thể hiểu. Đây, tôi sẽ lấy ghế cho mình ngồi cùng các bạn. Thì như chúng ta đã biết là những vết sẹo ở tay chân thì có thể tự lành theo thời gian, nhưng vết sẹo về tinh thần, về tâm lý và bị tổn thương về tâm lý thì là một thứ mà không phát hiện ra để chữa lành thì nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta trở nên rất là tồi tệ. Đấy chính là một trong những lý do mà người ta phải chữa lành tâm lý. Thế thì làm thế nào để phát hiện được nếu có những dấu hiệu bất thường về mặt tâm lý học? Ví dụ làm lúc cay cú, bất đức, tự xé giấy soạn soạn, hoặc là tự đấm tự đá cái gì một mình, hoặc tự ước chế một mình, thì đấy là những dấu hiệu bắt đầu bạn bị căng thẳng lo âu. Bạn không ngủ được, nửa đêm bạn tỉnh dậy, hoặc bạn rất khó đi vào giấc ngủ, hoặc mặt lúc nào cũng căng thẳng, soi xét xung quanh, cầu toàn một cách khủng khiếp luôn. Tất cả mọi thứ đều rất là cẩn thận, kỹ lưỡng. Sau đó thì nếu không đạt được ra đúng ý muốn của mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và khi khó chịu như vậy thì chắc chắn rằng bạn đã bắt đầu có dấu hiệu của việc stress. Từng ngày trôi qua bạn phải tận hưởng, nhưng đây bạn không tận hưởng mà bạn cảm thấy rất căng thẳng. Có N dấu hiệu để phát hiện ra bạn bị stress. Nhưng nếu muốn mà phát hiện ra, muốn một cách chính xác ra là bạn có bị stress không thì người ta làm xét nghiệm tâm lý. Xét nghiệm tâm lý là người ta phải phỏng vấn có những cái bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, người ta sẽ ngồi nói chuyện với bạn để phát hiện ra bạn có những dấu hiệu bất thường về mặt tâm lý học. Ví dụ như người ta xét nghiệm bằng biểu mẫu, bằng form từ xa để bạn trả lời những cái câu hỏi. Và khi bạn trả lời câu hỏi như vậy, người ta dựa vào các thang điểm và các cái kết quả định lượng của bạn, và người ta có thể xác định được bạn đang bị stress, bị mất cân bằng tâm lý hay là bị tổn thương tâm lý. Thì đấy là những cái thứ rất quan trọng để có thể cứu cánh và giúp đỡ cho bạn. Nhưng rất nhiều người đã không làm được việc đó.
đã không làm được việc đó, mà đang sống ngày từng ngày mà không hề biết rằng mình đang bị mất cân bằng tâm lý. Từng ngày trôi qua đó là một sự chịu đựng vô cùng lớn mà không hề biết. Nếu không hề biết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, khi mà bạn bị như vậy thì nguồn năng lượng sóng năng lượng của bạn, bạn sẽ tỏa ra một cái năng lượng rất là tiêu cực, ảnh hưởng tới những người thân. Ví dụ như bạn là một người mẹ hoặc một người cha thì không khí gia đình vô cùng nặng nề, không khí gia đình vô cùng căng thẳng, và từng ngày trôi qua là tra tấn nhau. Tôi có thể ví như ngày bố tôi còn sống, bố tôi còn nói với tôi là trong gia đình ấy, nếu yêu thương nâng đỡ nhau thì không sao, nhưng nếu mà sống trong cay cú hận thù thì không khác thì mỗi người cầm một cái đuốc và tự đốt vào đít của nhau. Nếu đốt ở xa xa thì không bỏng đít thì cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng nếu mà dí vào đít nhau thì nhảy lồng cỡ lên. Và người ta thường làm như vậy trong suốt những ngày tháng sống với nhau. Nhưng sâu xa người ta phải hiểu đó là một tổn thương tâm lý. Ví dụ như một người sống trong một gia đình bạo hành, ví dụ như bố suốt ngày đánh các con liên tục, hoặc là bố đánh mẹ suốt ngày, thì sau này nếu như lớn lên thì khả năng rất cao là cái người con gái ở trong gia đình đó sẽ thường rất là sợ sau này mình lấy phải thằng chồng vũ phu. Và theo luật hấp dẫn thì nếu như chúng ta mà không có được một cái tư tưởng và tư duy tích cực để tạo ra những cái sóng trường sinh tích cực thì khả năng rất cao sẽ lấy phải thằng chồng vũ phu. Và nếu như ngày bé mà chúng ta sống trong một gia đình mà bố cứ đi biển biệt rồi cuối cùng để mẹ lại đi một bước nữa đi theo trai và cặp bồ như vậy, thì bắt đầu bạn dần dần ngay từ bé bạn bị một tổn thương tâm lý. Bạn bị tổn thương tâm lý vì dì ghẻ con chồng. Và khi dì ghẻ con chồng thì bạn bắt đầu cảm thấy mất niềm tin vào những người phụ nữ mà gọi là mẹ kế. Và bạn mất niềm tin vào tình yêu của người mẹ, bởi vì bạn thấy rằng ô, mẹ mình mang nặng đẻ đau rồi nuôi mình, sinh ra mình, để rồi lại bỏ mình đi theo một người đàn ông khác. Và rồi bạn không cảm thấy trọn vẹn của tình mẫu tử. Và chính vì vậy, từ bé bạn bị một tai nạn mang tên là tai nạn tình cảm. Và bạn không còn được một cái cuộc sống để giàu tình yêu thương nữa. Và tất cả những thứ ở trong quá khứ sẽ gây cho bạn một cái tổn thương nhất định. Người ta gọi đó là tổn thương tâm lý. Nếu như bạn bị một cái sẹo, bạn có thể chữa lành, bạn có thể bị chữa được chữa lành. Nhưng tổn thương tâm lý là một dạng mà chỉ có xét nghiệm tâm lý mới có thể phát hiện ra để giải thích tại sao là như vậy. Ví dụ như trong tình bạn, khi mà còn là sinh viên hoặc là học sinh, bạn bị đánh hội đồng chẳng hạn, thì bạn sẽ mất niềm tin vào những người bạn xung quanh, và bạn cảm thấy vô cùng đau khổ khi mình bị đánh bởi những thằng khác, nó cứ thờ ơ, nó cứ nhìn như vậy, thì bạn sẽ cảm thấy rất đau xót và mất niềm tin vào con người. Hoặc bạn bị không may ngã xe, rồi bạn nằm ở đấy, bạn đau đớn, máu thì chảy ra nhưng không ai cứu giúp bạn, một người đi qua và không ai thèm để ý đến bạn, và bạn đã bị tai nạn tâm lý. Vết thương ở tay, ở chân, ở đầu thì đã lành, nhưng vết thương về tình, về lòng tin con người với con người là không còn nữa. Cho nên bạn bị tai nạn tâm lý. Và những tai nạn tâm lý như vậy nó sẽ là những hạt giống nguy hiểm để gieo vào đầu bạn trong quá trình phát triển và ra đời. Khi bạn ra đời bạn thấy ai đó, bạn cũng bàng quang mặc kệ, bạn không có can thiệp vào nữa. Hoặc có một lần như con trai của tôi, khi mà cháu học lớp 8 thì cháu đi đá bóng cùng với các bạn cùng trang lứa. Và trong đội đá bóng đó thì có một cái bạn bị đau, bạn ấy rất là ù ì và chậm chạp, và mọi người thường hay trêu chọc. Và sau đó có một số bạn thì còn trêu, còn ra, còn đánh, làm cho bạn ấy bị khóc. Thế thì con trai của tôi rất nhỏ bé, nhưng mà bạn ấy thì theo lẽ phản ứng tự nhiên bạn rất là thương, bạn quay ra bạn ấy bênh vực. Và bênh vực được khoảng 10 phút sau thì các bạn còn lại kia, bạn ấy úp cái áo khoác vào đầu đánh một trận. Thì đâu đó bị chảy máu chân, bị đau ế ẩm, người về nhà nói với tôi là bố, hôm nay con bị đánh hội đồng, con bây giờ con rút ra bài học kinh nghiệm này, mình bao đồng quá chẳng dại gì mà mình đi mình bênh vực người khác, để người ta may hôm nay con phải xin lỗi, không phải mấy thằng nó đánh chết con. Nói như vậy để các bạn biết, tôi chỉ nói con là con phải có niềm tin, nhưng phải biết rằng mình có năng lực để cứu giúp người khác. Ví dụ con đi qua cầu, con không biết bơi, mà con đi nhìn những người chết đuối, mà con nhảy xuống để con cứu, thì người đầu tiên mà con không cứu được, đấy chính là con. Con còn chết trước người ta cơ. Vì vậy muốn cứu giúp người khác mình phải có năng lực để cứu giúp. Khi mình thấy năng lực của mình không đủ cứu giúp, thì mình có dũng cảm
đi chăng nữa mình cũng không thể nào làm được những điều mà mình mong muốn. Vì vậy hãy tin vào con người, nhưng phải biết tin vào khả năng mình và sự phán đoán của mình, vì mình là người có trí tuệ. Đơn giản giảm vậy thôi. Nếu như tôi không chữa lành ngay lập tức để cho con tôi thì chắc con tôi sẽ mất niềm tin vào việc bênh vực những người khác. Và tôi sẽ nói là bênh vực khi mình phải có năng lực thì mình mới có thể bênh vực. Thế thì quay trở lại câu chuyện đó, trong cuộc sống này có rất nhiều người đang mở doanh nghiệp ra rồi đang vận hành hệ thống, nhưng từ ngày về nhà họ nằm ngủ không yên, họ có những khoảnh khắc, có những vết sẹo theo thời gian mà vẫn chưa lành, họ bị tổn thương tâm lý. Và có những người bị khủng hoảng về con cái, khủng hoảng về bố mẹ, khủng hoảng về mối quan hệ vợ chồng, cho nên họ bị mất cân bằng tâm lý. Và khi mất cân bằng tâm lý như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết bằng 3 bước. Bước thứ nhất, chúng ta phải xác định là chúng ta phải thấy dấu hiệu khác thường, chúng ta phải đi khám, đi xét nghiệm tâm lý. Và nếu như không có xét nghiệm tâm lý mà thấy mình có bất thường, mình có thể có kiến thức để tự nhận ra. Và khi nhận ra, chúng ta phải tự công nhận là tôi đang có problem, đang có vấn đề về mặt tâm lý. Rất nhiều người, người ta tự ái cá nhân hoặc cái tôi thì quá lớn. Người ta bảo không, tao chỉ căng thẳng thôi. Nhưng không hề biết rằng mình đang bị stress, mình bị mất cân bằng tâm lý. Mình không hề tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như những người khác. Việc đầu tiên bạn phải công nhận là bạn đang bắt đầu có vấn đề. Bạn bị bệnh, một thứ cái bệnh mất cân bằng tâm lý. Bạn bị khủng hoảng hoặc tai nạn tâm lý trong quá khứ. Ok. Khi bạn chấp nhận là bạn bị như vậy rồi thì mọi việc nó trở nên đơn giản hơn. Bước số 1 bạn biết là phải biết chấp nhận hiện thực, chấp nhận hiện tại và chấp nhận sự thật là mình đang gặp vấn đề về tâm lý. Khi bạn không công nhận như vậy thì làm sao mà bạn có thể phát triển được? Ví dụ bạn muốn làm giàu thì đầu tiên bạn phải biết hiện tại mình đang như thế nào. Nếu mà bạn thực sự chưa kiếm được tiền thì bạn phải biết bây giờ mình đang chưa kiếm được tiền, mình đang rất là chật vật, thì bạn phải ghi nhận cái hiện trạng đã. Sau khi ghi nhận hiện trạng rồi thì bắt đầu bạn đến bước số 2. Bước số 2 rất quan trọng. Bước số 2 rất quan trọng. Bước số 2 rất quan trọng. Đó là bước mà chúng ta phải đơn giản hóa mọi vấn đề. Chúng ta phải đơn giản hóa mọi vấn đề. Đơn giản hóa mọi vấn đề. Hãy nhớ nhá. Đơn giản hóa mọi vấn đề. Trong vậy thôi. Đừng phức tạp hóa. Số 1 trong cái bước thứ 2 đó là phải đơn giản hóa vấn đề. Nghĩa là chúng ta đừng nhìn đến tương lai. Chúng ta hãy tha thứ cho quá khứ. Chúng ta nghĩ rằng ai cũng sẽ phải vất vả, khó khăn thì mới có được thành công. Ai cũng phải vượt qua thử thách mới trở nên con người. Còn nếu không thử thách thì bạn chỉ là có phần con mà không có phần người đâu. Đầu tiên bạn phải đơn giản hóa mọi thứ. Hãy nhớ tôi đấy. Sống gọi là simplify. Đơn giản về được mất, đơn giản về đau đớn, đơn giản về mọi thứ, đơn giản. Đừng có phức tạp hóa vấn đề. Ai người ta chửi mình là mẹ cái thằng chó này, thế là mình nghĩ ôi nào là chó phải đi ăn phân, nào là chó phải mọc lông để người, chó người ta coi khinh như chó, thật là nhục nhã và bạn ngấu nghiến. Như thế thì bạn xin lỗi bạn, thì bạn càng đau khổ thôi, bạn tự làm tổn thương bạn mà thôi. Người khác có thể làm tổn thương bạn một, nhưng mà bạn tự phóng đại nỗi đau lên để bạn làm bạn tổn thương 10, vẫn đi rồi, đúng không? Vì vậy bạn đừng làm tổn thương bạn, hãy đơn giản hóa vấn đề đi. Ai cũng sai, ai cũng có thể đau khổ, hãy tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho quá khứ. Thì bạn có quyền để sống cuộc sống hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Số 2 là bạn buộc phải blacklist, phải lọc thế giới tiêu cực. Lọc tất cả những người bạn tiêu cực. Lọc tránh xa những người hay nói xấu, những người hay thị phi, những người có mặt tiêu cực. Hãy tránh xa họ ra. Nếu như vậy thì bạn mới có thể có được cái năng lượng dần dần nó thăng tiến lên. Chứ không là bạn toi, bạn chết toi luôn. Thì đấy là cái việc thứ hai rất quan trọng trong cái lăng kính và cái lựa chọn về môi trường mà bạn sống thì bạn mới có thể phát triển được. Không thì bạn sẽ suốt cuộc đời này bạn sẽ bị xa lầy và rơi vào vũng bùn của tiêu cực và năng lượng xấu. Thế thì bạn sống đơn giản thôi, bạn lọc được những cái thứ thối khắm vào cuộc đời rồi, lọc được những mối quan hệ mà làm cho bạn bị tụt năng lượng rồi. Ok, đến bước thứ 3. Bước thứ 3, ngày từ ngày bạn phải tiếp cận đến một thế giới tuyệt vời. Không có cách nào khác bằng cách bạn phải tìm một bác sĩ tâm lý. Nếu như người theo công giáo thì đến gặp cha, người đi theo Phật giáo thì đến gặp nhà sư, trụ trì chùa, hoặc là những người có cái năng lực tốt thì bạn phải gì ạ? Bạn thay đổi cái góc nhìn của bạn đi. Và nếu như trong cuộc sống này bạn không gặp được tâm lý học thì bạn hãy gặp những người về huấn luyện, về cuộc sống và doanh nghiệp như tôi. Tôi là Life Coach, tôi cũng là một chuyên gia huấn luyện phát triển cá nhân. Tôi có thể giúp bạn miễn phí, đưa ra cho bạn những lời khuyên, chỉ cho bạn những cái con đường, những cái cách thức để giúp bạn cải thiện được cuộc sống. Đó chính là cái cách mà gọi là bước số 3. Vậy thì có 3 bước. Bước đầu tiên chúng ta phải để vượt thoát khỏi những cái tai nạn về tình cảm.
Ví dụ như bị người yêu bỏ, bị chồng bỏ, hay là bạo hành, hay là mất cân bằng về khủng hoảng về dạy con, hay là tất cả những cái vấn đề gì đó, bạn cần phải giải quyết bằng 3 bước. Bước số 1 là bạn phải công nhận mình đang gặp vấn đề. Bạn không công nhận mình gặp vấn đề thì bạn sẽ không có cách giải quyết. Đấy. Khi muốn thì bạn sẽ tìm cách. Và bước thứ 2 là bạn phải sống đơn giản hơn, đừng phức tạp hóa vấn đề. Mình còn thở, mình còn đi lại, mình còn kiếm tiền, mình có nhà, mình có công việc là mình ok rồi. Đấy, đừng so sánh với bất kỳ người nào. Và bạn hãy chọn lọc những mối quan hệ mà bạn phải tránh xa. Đừng nghe nhạc bolero buồn, đừng nghe câu chuyện bi đát nữa. Đừng đi tham gia đi đám ma liên tục, đừng ngồi ở cửa nhà xác để đếm số người chết nữa. Hãy lọc những cái mối quan hệ những người mỏ nhọn mà suốt ngày nói xấu người nọ người xấu người kia. Thì bạn hãy bỏ cái mối quan hệ đi và bạn hãy bước đến mối quan hệ tốt, những nơi đẹp, những nơi tuyệt vời và chơi những người hài hước, chơi những người năng lượng cao. Ví dụ như tôi là một cái người có thể có năng lượng cao để giúp bạn được thay đổi cái góc nhìn. Và bước thứ ba là hãy tìm những cái người có về tâm lý học, những cái người có thể gây cho bạn những ảnh hưởng tích cực thì chắc chắn cuộc sống bạn sẽ thay đổi. Vì vậy không ai cứu được mình ngoài mình hãy cứu mình trước khi quá muộn. Vì vậy buổi sáng ngày hôm nay sắp tới giờ mà Ninh phải huấn luyện và đào tạo cho các cái chủ doanh nghiệp trong khóa K38, và tuần tới thứ bảy Ninh mở khóa K39. Và bây giờ là lúc mà Ninh sẽ cùng với mọi người để review cái lớp học của Ninh đây. Và lúc 4 giờ thì Ninh có một cái lớp dạy cho quản lý. Và đây là cái phòng làm việc của Ninh nhá. Phòng làm việc đây là cái tủ rượu này. Chả uống rượu uống trước kìa. Đây, ở cái phòng làm việc đây. Đây, đây là cái bàn làm việc của Ninh. Ok, bây giờ mình sẽ cùng sang cái khuôn viên ở bên ngoài. Các bạn có thể thấy được khuôn viên ở bên ngoài đây. Rất là rộng này. Rộng mênh mông luôn. Đấy. Đứng ở đây view nhìn thì quá tuyệt vời luôn. Và đây là phòng mà chút nữa thì Ninh sẽ cùng với mọi người. Đây, đây là phòng học. Và có khoảng 10 CEO đã chuẩn bị sẵn sàng vào cái lớp học này. Lớp học kỹ năng thuyết trình. Và buổi này thì Ninh sẽ đào tạo cho mọi người. Dù là 70 tuổi cũng sẽ nhớ. Cũng sẽ nhớ. Bởi vì phương pháp mình hướng dẫn cho mọi người là mind map. Và hôm nay học cả phản biện nữa. Học phản biện xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cùng nhau đi ra một cái ngoại cảnh. Ví dụ như là ở biển Đồ Sơn. Để chúng ta quay đứng trước ống kính. Và đây là cái lớp học của Ninh. Đấy thì đó là toàn bộ cái nội dung mà Ninh muốn chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như tất cả những ai đang muốn làm giàu, muốn phát triển doanh nghiệp, thì việc đầu tiên bạn phải cân bằng tâm lý. Bởi vì Ninh nhắc lại một cái câu nói rất nổi tiếng của một cái tiến sĩ về tâm lý học, đó là Elizabeth Blackburn. Cuộc sống này khi mà bạn mất cân bằng tâm lý, nó sẽ làm ảnh hưởng tới 50% sức khỏe của bạn và cuộc sống của bạn, còn 25% đến từ ăn uống, 25% đến từ tập luyện. Vì vậy Ninh cũng chia sẻ với các bạn là hãy cố gắng để vượt qua chính mình để trở thành phiên bản tuyệt vời nhất. Bởi vì sống với khó khăn, sống cùng áp lực, sống giữa sợ hãi, đó là sống vươn lên. Ninh có thể giới thiệu với mọi người về các cái poster của Ninh ở đây. Sống không có mục tiêu coi như đã chết, mục tiêu không rõ ràng là chết 2 lần. Và rất nhiều những cái poster. Và một cái buổi nào đó Ninh sẽ chia sẻ với mọi người về các cái poster của công ty Ninh, những cái câu nói của Ninh. Và bây giờ là lúc nói lời chia tay với mọi người. Các cái poster của Ninh cũng rất là nhiều. Đây là cái khu Ninh, công ty của Ninh. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình live stream sau. See you again.